móc rất là hiện đại, không gian rộng rãi, thoải mái, mát mẻ. Mình có rất là hứng thú để đi tập gym cùng với huấn luyện viên. Có người bày dạy cho mình từng các cái bước tập bằng máy, tập khởi động. Thế mình cảm thấy kết quả nó rất là